Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm nay các trường học mầm non bắt đầu đón trẻ đi học trở lại. Như vậy, đến thời điểm này, gần 300.000 học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với bậc mầm non, đây là buổi đến trường đầu tiên sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng dịch. Ngoài các biện pháp như tổ chức đưa đón trẻ diễn ra bên ngoài khuôn viên trường, đo thân nhiệt trước khi vào lớp, vệ sinh sạch sẽ trường lớp, đồ chơi, đồ dùng học tập, bố trí đầy đủ xà phòng, nước sát khuẩn. Các trường cũng chú trọng đảm bảo vệ sinh khu vực bếp ăn bán trú, dụng cụ nấu nướng, giảm số học sinh trên một bàn ăn. Hiện tại các nhà trường không chia nhóm để giãn cách trong lớp học, nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau và chỗ đông người, không sử dụng mũ nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, song tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đi học và tan trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp.